Ok, mấy anh em đang tập trung ở công viên Biên Hùng nha. Đó, xe là sẵn rồi, đang đợi thêm. Đó, mấy anh em chạy bộ trong đó đó. Đó, đi sự kiện anh em. Quá đã luôn anh em. Đó, xe của mấy anh em câu lạc bộ Biên Hòa hôm nay sẽ làm một sự kiện nha anh em. Đó anh em, ok, xe Hà Lây sẽ đi trước. Đó, rồi mấy anh em những xe khác sẽ đi sau ha. Đó. Quá vui luôn anh em. Này thì lấy chiếc ST của công ty đi ha. Rốt chiếc là ST. Mũ dễ thương ghê. Và các đơn vị chúng ta khẩn trương tập trung điểm danh lực lượng của đoàn vận động viên mình. Sau đó chúng ta sẽ tập trung về khu vực sân khấu chính. Khu vực sân khấu chính sẽ làm màu. Quá đã này ơi. Yes. Thì chạy từ 3 giờ sáng nha, đi từ Sài Gòn lên. Đó, chạy qua dealer lấy xe xong rồi chạy lên đây. À, cũng đúng 5 giờ tập trung ở đây. Giờ là 6 giờ chuẩn bị chạy ha. Thì hôm nay sẽ là chạy cái cung dẫn khoảng 10 cây. Rồi ngày mai thì 20 cây, kiểu vậy ha. Đó, tham gia những hoạt động rất là vui anh em. Và rất là quý những anh em ở đây. Mà, tại sao anh em hỏi là Thiện ở Sài Gòn mà lại đi tới tận Biên Hòa thì thực ra là do con người thôi anh em. Do mình quý thì ở đâu mình cũng đi thôi. Ha. Ok ha. Sẽ đang đợi một số xe nữa tới anh em ha. Xe Harley Davidson sẽ dẫn đầu đoàn. Đó, còn lại những xe hãng khác sẽ đi đằng sau ha. Đang tập trung ở ngay vòng xoay trong vòng xoay Biên Hùng, công viên Biên Hùng. Ở trong là sự kiện đang chuẩn bị chạy anh em ha. Đó, chạy kỷ niệm lễ chạy marathon kỷ niệm 10 năm Vietcombank với lại đây để coi đó, nhiều anh em lắm đông. Đó, hôm nay thì diễn như hôm nay với ngày mai anh em ha. Đó.
thì mỗi một màu đại trưng cho một phường ha, ở phường ở thành phố Biên Hòa đó. Đang chạy OK anh em, thì vừa mới xong sự kiện, giờ ăn sáng cái đói quá. Đó thì ngày mai nữa, còn ngày buổi ngày mai nữa là sẽ dẫn xe đạp. Đó vui anh em ha. Nay dẫn về bộ, mai dẫn xe đạp. OK. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp anh em những video lần sau nha.